xin được mời câu hỏi dành cho anh Trương Thế Vinh. Hình như là em có nghe anh Vinh chia sẻ đó là cái vai của mình thì là ít thoại hơn so với những nhưng mà hung hung thì nhiều đó, thoại thì ít mà hung thì nhiều, mà phải diễn tâm lý rồi ánh mắt nhiều hơn nữa. Thế thì nó có tạo nhiều sự áp lực và gay cấn dành cho anh trong cái vai diễn lần này hay không ạ? Vâng, xin chào quý vị ạ, chào các anh chị. Đó, thì hồi nãy trước khi vào đây thì cũng có một bạn hỏi về là Vinh với Ngân có tương tác gì không? Đấy, tương tác vật lý đây ạ. Và có áp lực gì không? Đấy, áp lực đây ạ. Tại vì anh em chơi show là quậy vui, đúng không? Thì thường á, đóng 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 mà những pha tình cảnh là dễ bị xì, bị mắc cười lắm. Nhưng mà may quá là anh em chúng tôi vẫn giữ được. Hả? Có tôi trong vai các cơ đơn luôn à. Vâng thì cảm ơn chị Hoàng Anh cũng tin tưởng em để cho em gọi Ngọc Lan bằng mẹ nữa, bằng má nữa. Dạ. Quá nhiều ngạc nhiên trong bộ phim này đúng không ạ? Quá nhiều ngạc nhiên quá. Quá. Quan trọng là cái cảnh hôm đó là quay mấy lần. Dạ đúng rồi. Mình quay đi quay lại bao nhiêu lần một cái Cái hôm cảnh hôm đó đó? là quan phải ngồi lì ở ngoài đường á, anh nói là bây giờ không không đạt tôi không về. Mà lúc đó nhớ là 12 giờ đêm rồi. Cái mọi người nói mọi ekip mới năn nỉ hai anh chị hung sao cho đẹp đi, chiều chiều anh nóng về vậy, hung chừng nào đẹp chiều anh mới cho về. Thì anh cố tình hung không đẹp đó. Không, Ngân. Ngân lúc đó hung mắc cỡ hoài á, anh nói em hung đi Ngân, trời buồn ngủ khuya rồi. À, thì tôi không biết là ai là cái người muốn kéo dài cái nụ hôn này quay nhiều lần đây ạ. À. Không phải không mắc cỡ mà là nhìn mặt anh Vinh mắc cười, nhìn mặt anh Vinh kỳ lắm, nhìn ảnh không có kiểu cảm xúc yêu đương mà là nhìn vô là thấy ảnh hài hài sao á, nhớ lại nhà đồ này kia nữa. Em với anh chị nãy thấy mặt em có mắc cười không ạ? Trời ơi, nãy nhập tâm lắm. Mặt rất là tình luôn mà. Ừ, mặt rất là tình cặp mắt luôn, anh mơ màng gì mà em cũng muốn nhìn. Vậy là em cố tình đúng không? Không, nói ra thật ra cảnh đó thì thật ra hai đứa quay chắc 2 lần thôi. Nhưng mà chị đạo diễn thì chị khó quá, chị nói là chị cần nhiều góc thì mới phải quay lại nhiều take thôi, chứ còn hai anh em là diễn rất là gọi là đặt cảm Quen xúc rồi. vào nhân vật. Thì đặt cảm xúc vào nhân vật đó thì đã cũng quay một hai lần là cũng quen rồi. Mọi người thấy không, bị bắt diễn đi diễn lại khóc, nước mắt Ngân khóc ròng ròng, mọi người thấy không, cảm xúc là đau khổ chứ không phải là vui sướng gì đâu. Dạ cảm ơn Thúy Ngân. Tiếp nối chắc là hỏi chị thì đầu tiên là em muốn hỏi là cái bộ phim này là bộ phim mang tên Nữ Chủ, thì khi mà nghe được cái tên này thì em nghĩ ngay đến một cái người phụ nữ mà quyền lực và họ sẽ nắm cái quyền lực trong tay và họ bành trướng nó. Thì em không biết là ngoài đời thì chị có một cái tham vọng bành trướng cái quyền lực hay là vị trí của mình trong showbiz giống như nhân vật này hay không? Dạ cảm ơn câu hỏi của điện ảnh, cảm ơn chị. Nếu mà gọi sự yêu thương của quý vị khán giả dành cho nghệ sĩ, dành cho Thúy Ngân là một dạng quyền lực, thì Ngân nghĩ là Ngân rất mong muốn được bành trướng cái quyền lực này. Bành trướng cái quyền lực từ tình yêu thương từ khán giả đến Ngân, và cũng ngược lại từ chiều Ngân đến quý vị khán giả. Ngân nghĩ đó là một cái sự quyền lực ngọt ngào, và Ngân nghĩ là cái việc đơn giản nhất là mình thể hiện thông qua những tác phẩm mà mình đem đến cho mọi người. Giống như là nữ chủ vậy đó, thì để có những cái thước phim sống động và sôi nổi như thế thì Ngân và mọi người đã phải chịu rất là nhiều trận đòn từ ngày này qua ngày khác. Thì cứ nghĩ là bây giờ năm 2023 rồi, mình đừng nói nữa, mình hành động đi. Và đây là lời hành động của Ngân thiết thực nhất. Cảm ơn bà Trùm cảm xúc nhà Thúy Ngân trong tương lai, đúng không ạ? Dạ. Cảm ơn câu hỏi của em. Lại là em và chị Thúy Ngân cảm thấy là năm 2022 của mình tâm đắc nhất với điều gì và thành tựu lớn nhất của mình trong năm qua là gì ạ? Trong năm qua thì thật ra Ngân có rất là nhiều dự án, và đối với Ngân những dự án đều có mỗi cái cung bậc khác nhau. Nhưng thành tựu lớn nhất vẫn là cái sự yêu thương của mọi người. Đây không phải là cái lời sáo rỗng đâu, mà là thật ra Ngân đã quan sát và cũng đã nhìn nhận trong suốt một năm qua một hành trình. Không phải lúc nào Ngân cũng làm tốt cái bổn phận của mình. Có thể ở vị trí diễn viên, Ngân chỉ là một người diễn viên vừa phải
vừa tầm trong mắt mọi người. Và ở một vị trí khác có thể Ngân cũng chưa có thể hơn ai hoặc là làm tốt được hết. Nhưng cái tình cảm của mọi người dành cho Ngân vẫn đong đầy và vẫn rất là nhiều cảm xúc. Thì đó là cái mà Ngân cảm thấy là mình đã nhận được nhiều nhất trong năm qua. Và Ngân hy vọng là cho dù những cái chặng đường tiếp theo của Ngân hay của tất cả mọi người, anh chị em ở đây đã có những bạn fan, đã có những khán giả riêng thì vẫn sẽ được mọi người đồng lòng và yêu thương và hỗ trợ. Cảm ơn mọi người.